Chào các bạn, hôm nay mình quay lại cho các bạn xem. Đấy, cây sung hôm nay mình chiết. Đấy, mình lại cắt cái đoạn chiết bên dưới và mình trồng vào đây. Đấy, còn cái phần bầu chiết bên trên này thì nó vẫn phát triển bình thường các bạn. Đấy, sau này nó ra rễ thì mình lại cắt tiếp. Đấy, hiện nay là cây mình trồng được 2-3 ngày hôm nay rồi thì cây vẫn xanh tốt, bình thường, phát triển bình thường. Đấy, cây sung Mỹ các bạn ạ. Và đây là cái cành chiết hôm trước. Hiện nay cây cũng đã phát triển tốt. Mà hôm trước mình quay cái cảnh cái cắt cây sung Mỹ và trồng cây sung Mỹ đấy. Thì hôm nay là đã phát triển tốt. Một số bạn bảo là mình phải cắt gọn lá đi. Đấy. Nhưng mà mấy cái cây này bầu rễ nó ra rất khỏe cho nên là mình không cần cắt lá. Đấy. Mà nó vẫn phát triển tốt như này các bạn này. Đấy. Cây này bắt đầu lên rất khỏe rồi các bạn ạ. Còn đây là cái cây mình mới cắt cái cành chiết hôm nâu. Đấy. Cái chiết thì cái bầu chiết nhỏ tiếp theo bên trên này mới cắt ra trồng này các bạn này. Đây. Đấy. Và cái cây này thì mình cũng đã cắt cái cành chiết ở bên cạnh này ra đây và mình đem trồng chỗ khác rồi. Đấy, hiện tại thì mầm nó đang nhú này các bạn. Đấy, mầm đang nhú lên. Đấy, như vậy là nay mai cái mầm nó sẽ lên. Đấy, và mình cũng cái cây này nó cằn cỗi do cái đất cho nên hôm vừa rồi là mình cũng đã cho tổ chức cái trồng lại, thay chậu lại hết lượt các bạn, thay đất lại để cho nó phát triển. Hiện tại thì bây giờ cây đã bắt đầu yên gốc và phát triển bình thường. Còn đây là cây táo đỏ F1. Đấy. Đây là cái cành chiết ở cái cống đất ra rễ đấy các bạn. Đấy, mình đã tổ chức bỏ ra và trồng xuống chậu đây. Cây phát triển rất tốt. Mình cũng trồng ở đây được mấy ngày rồi. Phát triển tốt lắm các bạn. Đấy. Đây cái màu, bạn nào còn nhớ cái màu trắng trắng phân rôm đây. Đấy, thì bây giờ là nọc tiếp đang ra đây rồi. Đấy, đây các bạn nhìn này. Trắng trắng phân rôm đây. Đấy, thì bây giờ ngọn mới ra là không có phân rôm. Đấy, các bạn nhìn các bạn sẽ phát hiện ra. Và đây nữa. Đấy. Đây là cái cành táo mình cũng chiết ở cái cây, cũng là táo đỏ F1 các bạn. Mà hôm mình có nói là mình nỡ tay mình làm gãy đấy. Mình làm gãy xong mình đưa cái phần ngọn này vào ở trên độ dâm. Thì mình chiết ngang thân thì khi mình chẳng may làm gãy thì nó vỡ cái bầu ra thì mình nhìn thấy nó chỉ có khoảng một cái rễ, nó chỉ có khoảng được một phân thôi, một phân từ một hai cái rễ đấy, còn lại nó gãy hết. Đấy, thì mình mới đem vào chế độ dâm. Thì đến cách đây khoảng 3-4 hôm là mình bỏ ra thì nó rễ nó ra được khoảng 5-6 phân rồi và cũng khá đẹp. Nên mình đã tổ chức cho đây trồng 2-3 hôm nay. Thì đến bây giờ mà nói thì cây cũng đã yên gốc yên rễ và đã nảy nọc phát triển đẹp, các bạn quan sát. Đấy. Đấy, còn đây mình
mấy cây táo đỏ F1 này. Thì mình đang tổ chức ghim xuống đất. Đấy. Ghim xuống đất để cho nó ra rễ. Và cái phương pháp này, phương pháp ghim xuống đất này thì nó bảo đảm an toàn và rất là hiệu quả các bạn. Còn cái phần gốc của nó sau này nó lại lên mầm tiếp. Đây các bạn này. Đấy, phần gốc này nay mai nó lên mầm tiếp. Đấy. Thậm chí nếu như các bạn chơi bonsai thì có thể trên cơ sở cái đoạn gốc mình ấn xuống nó có độ cong lượn, nó mềm mềm dẻo thì các bạn có thể là tiếp tục uốn nắn thì sẽ có những cây bonsai táo đỏ F1 ở trên chậu đẹp mắt hơn các bạn ạ. Và nó có cái chiều cao nó hợp lý hơn. Và đây, đây là cây táo đỏ Mỹ. Đấy. Mình cũng đang tổ chức ghim xuống đất. Đây gốc nó ở đây. Đấy. Thì nó lên cao được khoảng 70-80 phân đấy. Thì là mình ghim xuống đất đây. Mình ghim như này cũng được một tuần rồi các bạn. Thì cây vẫn đang phát triển tốt bình thường. Còn cái cây này thì hôm trước mình đã cắt. Đấy. Để cắt mà cái trong cái video mình quay cái cống đất ra rễ rất là tốt khỏe đó. Và nó chính là cái cây mà mình trồng rất tốt đằng kia. Đấy. Đây, cái cây cắt ở cái cây này thì chính là cây này các bạn ạ. Nó chính là cây này đây. Đấy. Các bạn thấy rất tốt. Nói như vậy thì muốn nói là các bạn cũng qua đây cũng là một cái kinh nghiệm cho thấy rằng thứ nhất là khi cái cây táo đỏ F1 hoặc là cây táo đỏ Mỹ thì là việc ươm hạt thì có những cái khó khăn ban đầu, nhưng khi nó lên được thành cây rồi thì là việc chiết cây để nhân giống thì cũng đơn giản và không khó khăn lắm các bạn ạ. Đây cây gốc nó đang lên mầm tiếp theo các bạn. Đấy. Còn những cái cây này là của các bạn, những cây này, những cây bạc hà. Đây, cây bạc hà. Đấy, vì ở đây nó có rất là nhiều chuột cho nên mình trồng cái cây này và mình tiếp tục đang ghim xuống đất để cho nó ra rễ tiếp theo và sau này mình cắt đi mình trồng thành cây mới ở chỗ khác để cho chuột nó kinh, nó đỡ vào đào mới gốc cây các bạn ạ. Đấy. Ví dụ như những cái cây này mình ghim như này thì nay mai mình cắt cái phần này ra. Mình cắt phần này ra thì dưới cắt lên đây. Thì toàn bộ phần này là cây này trông rất là to khỏe và tốt này. Còn cái gốc nó lên mầm tiếp theo thì mình lại tiếp theo chăm sóc tiếp theo. Đây. Việc nhân giống một cái cây này cũng không có gì là khó khăn lắm các bạn. Và những cây này là mình chiết nhưng nó bị gãy thì bây giờ cũng đã đưa vào chế độ dâm và bây giờ mình đã đưa ra chậu trồng và qua mấy ngày vừa rồi cũng khá nắng nhưng mà cây vẫn sống và phát triển bình thường. Đấy, đang ra cái nọc mới chứng tỏ rằng là rễ đã phát triển được phù hợp với điều kiện thời tiết các bạn. Và cây súng Mỹ cũng vậy. Đấy. Này, cái cành chiết mình trồng nên đã đẹp rồi, đang phát triển tốt và cây này cũng bắt đầu là sống khỏe, đang phát triển.
Còn đây là cái cây đề các bạn, cây đề búp đỏ. Nay mai mình sẽ chơi vào trong cái chậu nhỏ nhỏ làm bonsai mini. Đấy. Báo cáo các bạn, cây này là cây của nhà Phật đây. Cây này là cây bồ đề búp đỏ, cây của nhà Phật. Chứ cây đề trắng thì này không phải các bạn nhé. Cây đề búp đỏ mới là cây của nhà Phật. Và cây này trồng thì nó mang lại nhiều điểm lành, may mắn cho gia chủ các bạn. Đấy. Nay mai mình cũng chơi mini. Và khi mình chơi bonsai thì báo cáo các bạn là nó khi nó ra nọc, nó ra cái tay tán một con nọc. Cái nọc nó ra cái màu đỏ thì các bạn nhìn thì rất là bắt mắt. Bây giờ cũng rất là nhiều người chơi bởi vì cái ý nghĩa của nó rất là tuyệt vời các bạn. Và bây giờ mình cũng không làm mất thời gian của các bạn nữa, mình cũng xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Chúc các bạn xem video vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Tạm biệt các bạn.